Sếp sếp. Ủa thằng Hoàng đâu? Qua nay không thấy nó sếp. Tôi cử cậu Hoàng đi lên Sa Pa lấy tư liệu rồi mấy ngày mới về lận. Trời ơi, đi Sa Pa sếp không cử em, cử thằng Hoàng. Kiệt. Dạ. Làm ơn làm phước để cho những cô gái dân tộc miền núi họ sống yên ổn đi. Cậu lên trên đó là cậu quậy banh đục nước trên đó nữa hả? Trên đó là cua gái của người ta hả? Hả? Có, sếp nghĩ bậy bạ. Bậy thì đi đâu mà thả thính ở đó, tôi lạ gì cậu nữa. Mà sếp em nói nghe nè, sau này mà mốt mà có mấy cái chóp nào mà đi Hà Nội sếp cho em đi nha. Biết gì không? Để Hà Nội chỉ mất lầy lội. Được cái đó được. Vậy đi ha. Ok sếp. Lầy lắm rồi. Thôi, tới giờ ăn trưa rồi, tới giờ ăn trưa rồi. Đi chưa nghe? Dạ. Đi chưa, đi chưa. Ok anh, đi. Đi chưa sếp quả ơi. Mấy đứa đi trước đi, anh coi lại cái hồ sơ này kỹ cái. Dạ. Quên, nghe. Đợi anh chút, nha. Nghe có em không? Không, em đi trước đi. Thì anh đi trước nè. Rồi thôi anh xuống dưới trước đi, em chứ sao. Rồi. Ok. Dạ, gì sếp. Anh kiểm tra xong hết rồi. Bây giờ sẵn xuống dưới canteen á. Em quỷ sắp giấy tờ giùm anh nha. Nhớ là phải quỷ nha, anh chạy đi công việc cái. Dạ rồi. Anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình đôi ta. Sẽ đi về đâu em ơi. Anh ngồi suy nghĩ. Ở đây cái thùng rác, hay là mình bỏ tập hồ sơ này vô đây đi, khỏi ra mới cắt làm cái gì. Nhưng mà không được, lỡ có ai tìm thấy tập hồ sơ này thì sao ta. Thôi, chắc không ai mà tìm thùng rác đâu, không sao đâu. Thôi, đi ăn cái đã. Tình có vợ mà giờ cũng dám vô thăm nữa. Ủa? Ủa sếp? À, cái mặt này nhớ vợ đúng không sếp? Thì vợ phải nhớ rồi. Ủa? Sao cậu ở đây? Cậu nói cậu đi sao 3-4 năm ngày mà sao mới có 2-3 ngày về rồi? À, em quên nói sếp, ban đầu dự tính là 4-5 ngày. Nhưng mà ra ngoài Sapa khí trời mát mẻ giúp em cao hứng, làm trong vòng 3 ngày là về. Giỏi. Tôi khen thưởng cậu. Chuyến này cất nhắc cậu đó. Cân nhắc vụ lương bổng á sếp. Chứ sao. Dạ, nhưng mà yên tâm, gì? Cân nhắc lương bổng thì nhớ trích thêm khoản cho em nữa nha sếp. Khoản gì? Dạ, tiền vé máy bay. Vé máy bay gì mà trích cho cậu? Vé máy bay kìa, rồi cậu đi rồi công ty đại thọ cậu còn đổi gì nữa. Nhưng mà vé công ty đưa xài không được sếp ơi. Sao xài không được? Vé máy bay công ty mua đúng không sếp? Ừ. Sáng hôm đó em ra ngoài sân bay. Đúng ngày, đúng giờ, đúng quầy, bay không được. Sao bay không được? Dạ sai tháng sếp. Sai tháng? Dạ. Mà hên sao? Cũng hên sao nha. Có một vé trống. Đó. Em dùng tất cả tiền trong túi, em mua bằng được cái vé đó. Nếu mà ai dành với em thấy cái sếp không? Em mở phiên đấu giá em mua luôn đó sếp. Bởi vì công ty mà. Lanh lợi vậy là tốt đó. Dạ. Tất cả vì công ty, được. Dạ. Nhưng mà vẫn trích tiền trả cho em nha sếp. Trả cái gì? Cậu đặt vé máy bay sai tháng, cậu chịu trách nhiệm chứ bắt công ty trả là sao? Ủa vậy sếp, từ trước giờ người đặt vé bay cho công ty mình là thằng Nghĩa mà. Thằng Nghĩa đặt vé máy bay cho cậu? Dạ. Trời ơi, cái thằng Nghĩa này, tôi chưa xử nó, bây giờ tới thêm cái vụ này nữa. Ủa có chuyện gì hả sếp? Cậu thấy cái tính của nó lơ đãng từ đó tới bây giờ. Kêu làm cái này không chịu làm, kêu làm cái kia không chịu làm. Đây nè, tôi mới chưa xử nó cái vụ này. Tôi kêu nó đi quỷ sắp hồ sơ này giùm tôi. Dạ. Tôi căn dặn, tôi nói nó là hồ sơ này quan trọng lắm. Cậu coi đó, nó không bỏ vô máy cắt. Nó đi ngang cái thùng rác. Nó mở thùng rác ra, bỏ tiện tay bỏ vô. Tôi nói lỡ giá như nha, giá như cái sắp hồ sơ này mà giá trị của nó bạc tỷ đi, lọt ở bên ngoài, khách hàng người ta biết được, người ta đền hợp đồng của mình, bạc tỷ tiền đâu mà trả hả? Ai chịu trách nhiệm? Cậu thấy chưa? Cái thằng Nghĩa này lúc nào cũng vậy hết trơn vậy ta. Tôi vừa định đi tìm nó để tôi xử nó nè.
Mà chưa gặp nó, bây giờ gặp cậu thêm cái vụ vé máy bay này nữa. Thằng này không được, kỷ luật nó cũng không được nữa. Bây giờ phải làm cách nào để cho nó bỏ cái tập này mới được. Sếp, em có ý này. Sáng sớm em hái qua hồng bắn cho bao người qua. Anh đang từ xa bước đến. Mới nhắc Tào Tháo tới liền. Được rồi, bây giờ cậu vô phòng lánh mặt đi, để tôi xử nó. Dạ. Đêm này để trong tôi. Sáng sớm em hái quả hồng bắn cho bao người qua. Dạ. Anh đã... Ê. Dạ. Đi đâu vậy? Tôi kiếm từ nãy giờ nè. Dạ, em đi ăn cơm với anh Kiệt. Lại đi. Dạ. Tôi hỏi nhỏ cái này. Cái sắp hồ sơ hồi nãy mà tôi kêu cậu đi cắt á, cậu bỏ mấy cắt chưa? Dạ em làm xong rồi. Mày quá. Cái tính của cậu lơ đãng từ đó giờ. Rồi tôi kêu cậu đi, tôi hồi hộp, tôi lo từ nãy giờ luôn, tôi nói thiệt á. Ủa, bữa sắp hồ sơ đó quan trọng luôn hả sếp? Quan trọng sao không quan trọng. Cậu có biết sắp hồ sơ đó nó trị giá bạc tỷ lận. Cái gì sếp? Bạc tỷ hả? Lọt ở bên ngoài mà khách hàng biết được họ bắt mình đền hợp đồng là chết luôn á, bởi vì tôi mới kêu cậu đi cắt. Thôi được rồi, cậu cắt rồi thôi. Tôi yên tâm rồi. Em cắt rồi, thôi nhưng mà em có việc, em đi ra ngoài cái sếp. Ừ, đi đi. Dạ. Tập hồ sơ đó rồi. Đây. Hả? Tại sao không có? Chết rồi. À, hay là mấy bạn lao công em đi rồi. Chết rồi. Nếu em đi, mình sẽ đền tiền mất. Đền tiền mất. Trời, anh Nghĩa, sao anh lại ngồi đây vậy? Anh, trả lời em coi. Trời, sao anh hững hờ như người mất hồn vậy trời, em lo quá à. Anh, hả? Trả lời em quá nè. Trời, sao anh em ru vậy? Trả lời coi. Trang, em hãy hứa với anh, cho dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng đừng bỏ rơi anh nha Trang. Em hứa với anh đi. Thôi, không diễn nữa. Có gì anh nói hoạch tạc ra đi. Chuyện là như vậy. Được rồi, qua đây. Trời ơi, lên đây ngồi đi. Tự nhiên ngồi đất làm gì vậy? Lên đi. Em à, em hứa với anh là đừng có bỏ anh nha. Cho dù anh có mắc nợ thì anh cũng sẽ bán thân nhưng mà... Bán thân hả? Không, bán thận nhưng mà trả nợ. Anh sẽ không làm ảnh hưởng em đâu. Được rồi, em sẽ hứa với anh là em không có bỏ anh. Nhưng mà anh phải hứa với em là bán cái khác, không có được bán thận nghe không? Em biết rồi. Nhưng mà em thấy cái chuyện này nó vô lý lắm nha. Anh có để ý là có ai đi theo anh không? Hay là người ta chơi xấu, hại anh thì sao? À, anh nhớ lúc mà anh bỏ cái sắp hồ sơ trong cái thùng rác á, có một cái bóng đi ngang qua. Nhưng mà anh không biết đó là thiệt hay là tưởng tượng của anh nữa. Nhưng nếu mà thiệt, sắp hồ sơ đó mà ra lộ ra ngoài thì anh sẽ bị đền tiền đó em à. Em có nào giúp anh không? Em nghĩ chỉ có một cách duy nhất thôi. Cách gì? Tự thú. Tự thú? Mình phải tự thú. Mình phải tự thú. Cái gì? Cái gì thú? Tôi mới về xuống còn kêu tôi thú hả? À, dạ không phải sếp. Ý làm nói là... gì đứng sờ quận đây vậy? Sao không lên làm việc? Cái gì hộp A bóng vậy? Có gì nói coi. Dạ em muốn... Muốn cái tự gì? Tự thú với sếp. Tự nhiên cái muốn tự thú với tôi. Làm gì tự thú? Dạ. Làm sai gì nữa hả? Dạ thưa sếp, cái sắp hồ sơ của sếp mà nhờ em đi cắt á, em lỡ làm mất luôn rồi sếp. Trời ơi, tôi vừa định nói là có phải cậu làm mất không, mà không ngờ cậu làm mất thiệt á. Trời ơi. Trời ơi, Nghĩa ơi là Nghĩa. Cậu giết, cậu giết luôn đi. Tôi nói với cậu rồi,
Tôi đã nói với cậu là cái sắp hồ sơ đó nó trị giá bao nhiêu tiền. Trời ơi, tôi kêu cậu đi quỷ, tôi kêu đi quỷ mà tại sao không chịu đi quỷ? Bây giờ bỏ đâu, kiếm đâu, kiếm chưa? Kiếm chỉ chưa? Em tính là đi quỷ á, nhưng mà em vừa đi ngang đây em thấy có thùng rác ở đây nè. Rồi em tính cho tiền em bỏ vô luôn. Bây giờ mất tiêu rồi xíu ơi. Nghĩa ơi, thiệt, bây giờ tôi nói thiệt với tôi mà ức chức tôi muốn cổ cục chứ. Tôi nói cậu nghe nha, cái hồ sơ đó trị giá mặt tỷ tôi nói với cậu rồi ha. Bây giờ ha, lọt ở bên ngoài ha, lỡ có chuyện gì nha, đền hợp đồng, bán cậu, bán tôi, bán công ty này cũng không đủ nữa. Ở tù hả sếp? Chứ sao ở tù? Bạc tỷ tiền đâu mà đền cho người ta. Dạ sếp ơi, sếp bình tĩnh đi sếp. Bây giờ là em lỡ là mất rồi, nhưng mà bây giờ em hứa em sẽ đền tiền, em sẽ đền tiền cho công ty. Đền hả? Đền dạ. Cách nào? Bán cậu đền nổi không? Hả? Bán nhà cậu đền cũng chưa đủ nữa. Cho dù cứ bán thân, bán nội tạng của em cũng sẽ bán. Nội tạng cậu ai mua? Nội tạng của cậu thấy gớm ai thèm mua? Hả? Tôi nói cậu nghe, cái tính của cậu chuyên gia, lúc nào cũng sao lãi công việc. Làm việc kêu cái này không chịu làm cái kia. Kêu làm, kêu đi bỏ không? Kêu đi cắt hồ sơ đi bỏ thùng rác. Tôi nói thiệt với cậu nha, trời ơi, tôi không hiểu làm sao mà tôi có thể tuyển cậu vô đây làm việc nữa. Bao nhiêu lần cậu làm sai rồi hả? Dạ em xin lỗi sếp, lần này thôi sếp. Sếp ơi, sếp gắng suy nghĩ giúp đỡ. Gắng cái gì mà gắng? Bây giờ bản thân tôi lo chưa xong rồi nè, chuẩn bị tôi bị sa thải nè, nghỉ việc nè. Em sẽ gắng cố gắng và tìm mọi cách để đền tiền, không để ảnh hưởng sếp đâu sếp. Nhưng mà bây giờ sếp gắng tìm cách giúp em đi sếp nha sếp. Em còn ba mẹ già nữa, nếu mà em lỡ đi tù em không biết sống sao luôn sếp ơi. Nhà sếp. Sếp à. Sao sếp cười? Em mắc cười quá, cho tao cười chút xíu đi mày. Thiệt, tôi thấy cái bộ dạng cậu gì vừa mắc cười mà vừa thấy tội nghiệp. Sếp rồi, là sai không hiểu. Được rồi. Bây giờ tôi không thể nào mà tôi diễn tiếp với cậu được nữa rồi. Bây giờ tôi phải khai thiệt thôi. Thật sự ra sắp hồ sơ đó không có quan trọng gì hết á. Hồ sơ bình thường. Ủa? Là sao? Thì nó chỉ là cái hồ sơ bình thường thôi. Nhưng mà cậu biết lý do tại sao tôi kêu cậu đi quỷ cái hồ sơ đó và tôi nói với cậu là trị giá bạc tỷ không? Dạ không. Là tại vì tôi muốn dạy cho cậu một bài học. Cái tính của cậu lơ đãng, không lo tập trung làm việc, lười biếng, kêu đi làm cái này không chịu làm. Bao nhiêu lần rồi? Cậu nghĩ đi, từ lúc cậu vô công ty cậu làm tới bây giờ, cậu sai phạm bao nhiêu lần rồi? Tôi đều bỏ qua cho cậu hết. Chưa kể nữa, tôi mới vừa phát hiện ra một chuyện nữa. Dạ chuyện gì sếp? Đặt vé máy bay cho thằng Hoàng ra sao ba? Đặt lộn tháng, làm thằng nhỏ chút xíu nữa là nó không đi ra ngoài kia được. Nó không đi ra ngoài kia được là nó không làm đề tài được. Nó không làm đề tài được là nó không có cái gì nộp cho công ty là nó lãnh đủ ha. À, tại bữa em gấp quá. Gấp cái gì mà gấp? Gấp cái gì mà gấp? Nó phải tự bỏ tiền túi của nó ra đó để nó mua vé máy bay. Nó đi ra ngoài kia nó làm, nó hiểu chưa? Cậu thấy chưa? Sai hại chưa? Dạ em hiểu lỗi của em rồi sếp. Nhưng mà qua chuyện lần này á, em hiểu và em nhận ra. Kể từ phút này trở về sao tới khi nào cậu còn làm việc ở công ty này, tôi không muốn những cái tình trạng này xảy ra nữa, nghe chưa? Dạ sếp, em hứa. Đây sếp là lần cuối cùng, nghe chưa? Dạ. Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho cậu đó. Dạ, em cảm ơn sếp. Ừ, đứng đợi một xíu đi, còn người nữa muốn gặp cậu. Ủa, ai nói vậy sếp? Bạn thân của cậu, fan, hâm mộ lắm. Bạn thân? Nè, tới kìa. Nghe, trả tiền vé máy bay cho tôi. Tiền vé máy bay? Ừ. Ba nó đi. À, tôi bận rồi, tôi chạy đi đây, cái chết. Chẳng đường dài vì sao không đan tay cùng nhau viết niềm tin vào tương lai.